đô la Mỹ và vàng rủ nhau hạ nhiệt. Sáng ngày 3 tháng 11, giá vàng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức giá 66,1 triệu đồng một lượng chiều mua vào và bán ra ở mức 67,1 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng so với thời điểm mở cửa phiên. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên Kitco sáng nay ở mức 1.633,9 đô la Mỹ một ounce, giảm 15 đô la Mỹ so với kết phiên hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng SJC đang đắt hơn vàng quốc tế khoảng 18,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng quốc tế sụt giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất thêm 0,75% vào hôm qua nhằm hạ nhiệt lạm phát tại Mỹ. Quyết định được đưa ra sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thuộc Fed. Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận rằng cơ hội hạ cánh mềm đã bị thu hẹp do chính sách tiền tệ giới hạn hơn trong năm nay. Cập nhật lúc 7 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, chỉ số đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ đã tăng 0,08% so với hôm qua, lên 112,3 điểm. Ở thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được niêm yết ở mức 23.687 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 1 đồng so với phiên hôm qua. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đồng đô la Mỹ ở mức 22.501 đến 24.871 đồng 1 đô la Mỹ. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ cũng hạ nhiệt, đang được giao dịch ở mức 25.240 đồng 1 đô la Mỹ ở chiều mua vào và 25.350 đồng 1 đô la Mỹ chiều bán ra, giảm 100 đồng mỗi chiều so với ngày hôm qua.